Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ siết chặt việc kiểm soát du học sinh Trung Quốc do e ngại có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Ngày 30 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin Trung Quốc phản đối việc Mỹ thẩm vấn trục xuất sinh viên tại cửa khẩu. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo đó, chính phủ Trung Quốc mới đây đã phản đối Hoa Kỳ về cách đối xử với những người Trung Quốc đến Mỹ du học. Phía Trung Quốc nói rằng một số người đã bị thẩm vấn hàng giờ, bị kiểm tra thiết bị điện tử và trong một số trường hợp đã bị trục xuất, cưỡng bức khỏi nước Mỹ. VOA dẫn phát biểu của ông Xie Fan, Tạ Phong, đại sứ Trung Quốc tại Washington, trong một bản tin đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc cho hay, hàng chục người Trung Quốc đã bị từ chối nhập cảnh mỗi tháng trong vài tháng qua khi trở về trường, sau khi đi du lịch nước ngoài hoặc thăm người thân ở Trung Quốc. Khi họ hạ cánh xuống sân bay, điều chờ đợi họ là một cuộc thẩm vấn của nhân viên cửa khẩu kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Họ bị cấm liên lạc với cha mẹ, bị nghe những cáo buộc vô căn cứ và thậm chí họ bị buộc phải hồi hương và cấm nhập cảnh. Ông phát biểu hôm Chủ nhật 28 tháng 1 tại sự kiện về trao đổi sinh viên tại Đại sứ quán. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo bài đăng của Đại sứ quán, gần 290.000 sinh viên Trung Quốc đang ở Mỹ, chiếm khoảng 1 phần 3 số sinh viên nước ngoài ở nước này. Trung Quốc có hơn 1,3 triệu sinh viên du học ở nước ngoài, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo VOA, trong một tuyên bố riêng rẽ trên mạng, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ đã giao thiệp nghiêm túc với chính phủ Mỹ về cách đối xử với các sinh viên đến sân bay Dulles ở thủ đô Washington của Mỹ. Tuyên bố này nhắc nhở các sinh viên Trung Quốc phải thận trọng khi nhập cảnh qua sân bay này. Không rõ liệu phát biểu của ông Xie chỉ đề cập đến các trường hợp ở Dulles hay ở cả các cửa khẩu khác. VOA cho biết truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về ít nhất 3 trường hợp kể từ tháng 11 năm 2023 tại Dulles. Trong đó, sinh viên Trung Quốc bị tước thị thực du học hợp lệ, bị cấm nhập cảnh 5 năm và bị hồi hương sau nhiều giờ thẩm vấn. Cụ thể, họ bị tra hỏi liệu việc nghiên cứu của họ có được chính phủ Trung Quốc tài trợ hay không, liệu họ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đoàn thanh niên thuộc đảng này hay không, và liệu việc nghiên cứu của họ có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc hay các phòng thí nghiệm quan trọng của nhà nước hay không. Các sinh viên đó đang trên đường đến các nơi là Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Đại học Yale và Đại học Maryland. Hình ảnh sinh viên Trung Quốc xếp hàng chờ xin visa tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. VOA dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay ít nhất 8 người Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ với giấy tờ hợp lệ đã bị hồi hương kể từ tháng 11 năm 2023. Được biết, từ lâu Mỹ đã không cấp visa cho các đảng viên Cộng sản. Một bản tin của VOA từ tháng 10 năm 2020 cho hay Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ ban hành hướng dẫn về thực thi luật nhập cư ngăn không cho các thành viên của một đảng Cộng sản hoặc của một đảng chuyên chế tương tự được cấp quy chế thường trú nhân hoặc được nhập tịch Hoa Kỳ. Dù thông báo này không nêu đích danh đảng Cộng sản Trung Quốc vốn có 90 triệu đảng viên, nhưng nó dẫn đến một khía cạnh mới trong cuộc đối đầu tiếp diễn giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2020, VOA cũng cho biết quy định này chỉ nhắm vào các visa sang Mỹ định cư mà thôi, còn các loại thị thực khác như du học, du lịch hay làm việc đều được cấp bình thường cho các đảng viên Cộng sản. Như vậy, với diễn biến mới này có vẻ như Mỹ đang siết chặt hơn đối với người Trung Quốc có mối liên hệ với chính quyền của họ. Có lẽ Mỹ lo ngại về tình trạng gián điệp của Trung Quốc gia tăng hay chăng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Mỹ siết chặt việc kiểm soát du học sinh Trung Quốc do e ngại có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Vào cuối năm 2018, nhà báo Hoàng Hải Vân có một bài bình luận về ông Nguyễn Bá Thanh, cố trưởng ban nội chính Trung ương, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Bài viết có tựa đề Ông Nguyễn Bá Thanh mua chuộc, khống chế và biến báo chí thành đầu sai như thế nào? Thời báo.d giới thiệu bài viết đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khoảng 12 năm trước, thấy tôi thức đêm thức hôm làm việc vất vả, một anh bạn nhà báo mang tặng một cục cao hổ cốt hình chữ nhật, bảo về ngâm rượu uống. Tôi hỏi cái này ở đâu ra? Bạn tôi nói là của Nguyễn Bá Thanh tặng tao, hổ cốt thiệt đó. Khi bạn đi khỏi thì tôi mang cục cao vứt vào giỏ rác,
Dù biết chắc rằng đó là hũ cốt của ông Nguyễn Bá Thanh thì không thể nào là hũ cốt giả. Thứ cào hũ cốt thiệt đó đến tôi cũng gián tiếp có được một cục. Thử hỏi có bao nhiêu quan chức và nhà báo được tăng tuổi thọ nhờ vào cào hũ cốt của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng? Và có bao nhiêu con hổ ở Campuchia và Lào? Vì ở Việt Nam thì làm gì còn hổ hoang dã, đã bị tàn sát để phục vụ cho tuổi thọ và chuyện dưỡng chiếu của giới quan chức cấp cao của Việt Nam, thông qua những người như Nguyễn Bá Thanh. Về bảo vệ động vật hoang dã thì đây là một chuyện to đùng, nhưng so với những chuyện khác của nhân vật này thì những con hổ trở nên bé tí tẹo. Ông Nguyễn Bá Thanh, người từng nổi tiếng với bề ngoài mạnh mẽ, quyết đoán và những phát ngôn thẳng tuột. Bởi vì cào hũ cốt chỉ là một trong những quà vặt dùng để xã giao trên diện rộng của ông Nguyễn Bá Thanh. Một người bạn khác của tôi là một nhà báo trẻ, người từng bị ông Nguyễn Bá Thanh ép cơ quan cấp trên của anh thi hành kỷ luật do viết bài trái ý mình. Nhưng anh chỉ bị thu thẻ nhà báo một năm, sau đó hành nghề trở lại như cũ. Thấy không đánh chết tươi được nhà báo này, ông Thanh quay sang tranh thủ. Một lần anh được ông Thanh mời đến chơi. Sau khi tặng một cục cao hổ cốt và một cục mật gấu để bồi dưỡng sức khỏe, biết anh chưa có nhà, ông Thanh gợi ý cấp cho anh một lô đất để xây biệt thự ở. Được một bậc đàn anh dặn rằng ông Thanh mà tặng quà ai mà người đó không nhận thì sẽ bị thù, nên bạn tôi nhận quà, sau đó cũng mang vứt vào giỏ rác. Nhưng rồi lô đất gợi ý thì bạn tôi từ chối. Sự từ chối này khiến cho ông Thanh hiểu nhầm là chê ít. Vì vậy ba hôm sau, ông Thanh gọi mời bạn tôi đến nói luôn. Vì vậy ba hôm sau, ông Thanh gọi bạn tôi đến nói luôn. Tao cho mày 10 lô, sẽ có người bán cho mày 6 lô. Mày dùng tiền đó trả tiền, mua 4 lô và xây biệt thự. Bạn tôi sợ quá, từ đó không dám gặp mặt ông Thanh nữa và trở thành cái gai trong mắt ông. Cấp đất ở đây được hiểu là bán rẻ theo giá nhà nước. Nếu mang bán lại thì sẽ được một khoản tiền chênh lệch rất lớn. Tôi biết bạn tôi là một trong số các nhà báo không bị cám dỗ bởi những lợi lộc mà ông Nguyễn Bá Thanh và Vũ Nhôm cho tặng. Nhưng tôi không biết là có bao nhiêu quan chức và nhà báo nhận đất đai từ ông Thanh theo cách đó, rồi bán lại để lấy chênh lệch. Chỉ thấy rằng báo chí từng đưa ông Thanh lên tận mây xanh, và việc điều tra những sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh thì hầu như không có, nhất là sau khi tướng Trần Văn Thanh bị khởi tố, và một trung tá nhà báo của báo công an thành phố Hồ Chí Minh bị kết án tù vì cả gan động đến Nguyễn Bá Thanh. Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, người được coi là tay chân đắc lực của Nguyễn Bá Thanh tại một phiên tòa. Là cánh tay đắc lực của Nguyễn Bá Thanh, Vũ Nhôm đã có công rất lớn trong việc thu xếp báo chí và truyền thông tôn vinh ông Nguyễn Bá Thanh như một nhân vật chính trị sáng chói trên chính trường. Như đã nói ở trên, không phải nhà báo nào hoạt động ở Đà Nẵng cũng trở thành công cụ của Nguyễn Bá Thanh và Vũ Nhôm. Và không phải tổng biên tập nào cũng bị mù trước sự thật. Nhưng nhìn vụ án xử tướng Trần Văn Thanh và trung tá nhà báo Dương Ngọc Tiến của báo công an thành phố Hồ Chí Minh, các vị tổng biên tập dù chính trực đến đâu cũng không thể để phóng viên của mình bị bắt vào nhà đá. Việc xử tù và tước quân hàm quân tịch của trung tá Tiến rõ ràng là oan sai. Tôi biết lãnh đạo báo công an thành phố Hồ Chí Minh khi ấy có bảo vệ phóng viên của mình, nhưng không bảo vệ được. Theo tôi, vụ án này cần được lật lại để trả công bằng cho nhà báo Dương Ngọc Tiến. Xung quanh ông Nguyễn Bá Thanh, trong làng báo phân làm 3 loại. Loại thứ nhất là ăn tiền, ăn đất để nịnh hót. Loại thứ hai là ngậm miệng ăn tiền. Và loại thứ ba là im lặng để bảo vệ phóng viên của mình. Ông Nguyễn Bá Thanh được đưa lên mây xanh là do loại thứ nhất. Thời tôi làm tòa soạn báo Thanh Niên, trong số các sếp của tôi, có sếp nào quan hệ thân tình gì với ông Nguyễn Bá Thanh hay không thì tôi không quan tâm. Vì những mối quan hệ đó nếu có thì theo tôi cũng là bình thường, không có gì mờ ám. Vì tổng biên tập tuyệt đối không có bất kỳ sự chỉ đạo nào cho tòa soạn hoặc cho phóng viên viết bài đề cao sai sự thật về ông Nguyễn Bá Thanh hay đăng hoặc không đăng tin tức bài vở theo yêu cầu của ông. Cầu Rồng, một biểu tượng mới của Đà Nẵng, được xây dựng dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư Đà Nẵng. Tất nhiên, cũng như một số tờ báo khác, Thanh Niên không thể để cho phóng viên của mình tác nghiệp ở Đà Nẵng, làm những chuyện mà cơ quan báo không có khả năng bảo vệ, để phải vào tù như trường hợp của nhà báo Dương Ngọc Tiến. Nhưng không có chuyện biến đen thành trắng về những vấn đề của Đà Nẵng. Cũng có một phóng viên đưa tin không làm ông Nguyễn Bá Thanh hài lòng, đã phải bị thu thẻ nhà báo mà Thanh Niên không đủ khả năng bảo vệ nhưng chưa đến mức bị vào tù.
Còn sau khi tôi thôi làm tòa soạn và sau khi anh Nguyễn Công Khế thôi làm tổng biên tập thì tôi không còn theo dõi nên không biết. Chính những tin tức và bài viết tô vẽ bợ đỡ nói trên trở thành dòng thông tin chủ đạo về Nguyễn Bá Thanh và thành phố đáng sống Đà Nẵng đã khiến cho một bộ phận khá đông dân chúng ngưỡng mộ Nguyễn Bá Thanh. Đám tang của ông đã được rất đông dân chúng đến chia buồn thương tiếc. Người ta không hề biết rằng khi còn sống, bất kỳ nhà báo nào cố ý chống lại Nguyễn Bá Thanh, muốn vạch trần những sai trái của Nguyễn Bá Thanh, hoặc cố tình không làm Nguyễn Bá Thanh hài lòng đều phải vào tù, thân bại danh liệt hoặc phải bỏ xứ ra đi. Chuyện ông Nguyễn Bá Thanh mua chuộc báo chí là điều không khó hiểu, nhưng người ta không thể hình dung ông dùng quyền lực gì để khống chế báo chí khi ông chỉ là một bí thư thành ủy. Đó là do ông biết cách đổi chác lợi ích và quyền lực với những người dù không phải có địa vị cao nhất nước nhưng có đủ quyền lực hăm dọa tất cả mọi cơ quan trên đất nước này. Nhưng chuyện dài dòng đó sẽ được đề cập trong một dịp khác. Ông Nguyễn Bá Thanh nay đã qua đời, tôi hoàn toàn không có ân oán gì với ông. Nhưng nếu không hiểu đúng thực chất về Nguyễn Bá Thanh, sẽ không bao giờ xử lý được rốt ráo những vấn đề hiện nay của Đà Nẵng. Đó là lý do tôi viết status này. Hoàng Hải Vân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Ông Nguyễn Bá Thanh mua chuộc, khống chế và biến báo chí thành đầu sai như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.